Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Để xin hỏi chị nha một câu chuyện về Sư Minh Tuệ nha chị nha. Bây giờ trên cộng đồng thế giới Mô bây Phật. giờ rầm rộ thì nói về Sư Minh Tuệ. Bây giờ như vậy là có một người nói hai chiều, một người thì bây giờ chiếm 80% nói Sư Minh Tuệ là một vị Bồ Tát, còn có số người bây giờ hơi phản đối Sư Minh Tuệ. Như vậy là theo chị, cảm nghĩ của chị là như thế nào đối với Sư Minh Tuệ chị? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý thầy. Thì em cũng không có theo dõi 100%, nhưng mà em cũng có theo dõi. Thì em thấy cái hạnh của ngài Minh Tuệ này, thưa quý thầy, hầu như là khó làm lắm, rất là khó làm. Tại vì em thấy theo như mình nói về cái chữ hiếu đi, thì em thấy ngài rất là tròn cái chữ hiếu. Mà nói về cái mà bổn phận của người công dân, ngài cũng đã tròn cái bổn phận của người công dân. Ngài đã đi mà nghĩa vụ 3 năm, ngài nói là ngài đi làm nghĩa vụ 3 năm, rồi ngài ra làm cái việc của ngài đó, phục vụ cho quần chúng đó, là của ngài cũng làm mấy năm luôn. Rồi ngài đối với cha mẹ đó là ngài đã đền ơn mà cha mẹ đó rất là đầy đủ. Bữa nay ngày trước khi ngài đi đó thì em có nghe nói là ngài để lại một cái vườn trái cây, một cái vườn sầu riêng đó, bữa nay trồng tới 100 cây, cho nên mà cái ơn dưỡng dục sanh thành đó ngài cũng đền đáp cũng đầy đủ lắm bữa nay. Rồi đi rồi cái ngài xin đi xuất gia, thì cái hạnh xuất gia của ngài đó thì em nghĩ hồi đó đến giờ đó, đó bữa nay em coi nhiều trong kinh sách của Phật thì em thấy cái hạnh của ngài làm hầu như là em chưa thấy ai làm hết. Trong một cái thời gian mà em tu học đến giờ em biết đó, hình như là chưa có ai làm được hết. Cái đầu tiên hết là quên hai thấy không, cái sự mà đi hành, đi mà thiền hành đó, đi bộ hành đó không có phải dễ. Mà trời nó nắng nóng rồi trời mưa gió mà ngài vẫn ôm cái nồi cơm điện, chứ không phải là cái bình bát như nha các huynh đệ. Ngài ôm một cái nồi cơm điện mà là ngài đi xin thức ăn, mà ngài xin đủ buổi ăn thôi. Cái đó là một cái điều rất là quý, tại vì thường thường là người ta xin nhiều nhiều đi bữa khác mình khỏi đi, nhưng mà ngài không có làm như vậy. Ngài chỉ xin đủ ăn một buổi thôi. Em thấy giống như cái ông nhân gà nào đó, đầu tiên hết mà đi phỏng vấn ngài đó, đem cái bình nước lại tại lại mà tặng cho ngài, cúng dường ngài, thì ngài nói chứ ngài có nước rồi, đem cái này đó đi cúng dường những cái nơi khác đi, những người khác người ta cần. Chứ thầy ngài nói là tôi có đủ bình nước uống cho hôm nay rồi, thì nói vậy thầy để dành cho ngày mai. Thì thầy Minh Tuệ mới nói như vậy thì nó phí lắm, người khác đang cần thôi anh đi cúng cho người khác đi, chứ thầy có đủ rồi, ngày mai là thầy có cần uống nữa đó thì thầy đi 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 khất thực thầy xin. Thầy nói rất là dễ thương các vấn đề ngài, thầy ngài dễ thương lắm. Rồi cái những lúc mà ngài ngồi ở trong mà hang đá, ngài ngủ trong thiền định, ngài ngủ ngồi á trong thiền định. Rồi có lúc thì ngài ngủ ở trong cái nghĩa mà những cái nghĩa trang. Cho nên cái hạnh của ngài đó không phải là dễ làm đâu, rất là khó. Từ xưa đến giờ đó, từ em mà theo mà học mà Phật á, em mà theo học Phật Phật tới giờ đã có vấn đề với ông 40 mấy năm rồi. Em hồi từ còn nhỏ ở Việt Nam là em cũng đã từng học Phật rồi, nhưng hồi đó thì chưa có biết nhiều, không biết nhiều. Khi mà ra thế giới bên ngoài này đó, thì ở bên Mỹ này rất là nhiều chùa, nhiều chùa chiền là nói nhiều lắm, thênh thang luôn, chùa chiền rất là nhiều, nhưng mà em chưa có thấy có một vị nào mà có cái hạnh giống như ngài vậy. Ăn một ngày chỉ có một thời thôi, một bình nước cho một cái thời ăn như vậy, rồi có một chút chừa lại một chút xíu là uống trong một cái đêm đó thôi, là ngủ ngồi, đi là đầu đầu đội trời chân đạp đất, chứ không có cần một cái gì mà đi che hết. Giải thì ngài làm cái hạnh giống như ngày xưa mà Đức Phật, như cái ngày xưa là công đức mà các vị Bồ Tát ngày xưa đấy, các vị mà tăng của ngày xưa đó, bữa nay chỉ lượm giải thôi, lượm giải ở nghĩa trang, lượm giải và những cái chỗ này chỗ nọ đó là kết lại để đắc đi lên cái hạnh đầu đà đó rất là khó. Có một lần em có nghe một cái vị thầy đó, cái vị thầy kia mới nói là cái vị thầy đó thiện là thiện trang, vị thầy đấy có nhớ là thiện trang,
Ngài nói là cái hạnh đầu đà 13, cái hạnh đầu đà này là Ngài nghĩ là Ngài có thấy, nhưng mà Ngài xếp lại, Ngài nói cái thế giới này, cái thời này hiện đại quá, cái hạnh này chắc là không có xài nữa rồi. Tại vì bây giờ ai cũng xài điện thoại, ai cũng có nhiều cái phương tiện hết, cho nên Ngài nghĩ là thôi, cái hạnh đầu đà này chắc bây giờ không có ứng dụng cho cái thời buổi này đâu. Nhưng bây giờ Ngài lại thấy đức 10.000 minh tệ này đó thể hiện như vậy, thì Ngài mới giật mình. Ngài nói thật ra cái hạnh đầu đà này không có phải là nó đã, cũng như Ngài đã nói lại là như là vừa nó cũ quá rồi không thực hiện được, nhưng mà không phải, thầy thích minh tệ thì thực hiện được mà, thì tức là cái hạnh đầu đà này chưa bao giờ mà bị chôn vùi hết. Thầy thích minh tệ này bây giờ đang hành 13 cái hạnh đầu đà đó, bữa nay ăn một thời, đi bộ, đầu đội trời, chân đạp đất, không có cần y, không có cần điện thoại, không có cần mà xe cộ, không cần gì hết, đi khất thực mỗi một ngày một lần, mà các dân đó mà cúng cho cái gì là độ cái đó, chứ không phải nói à không, tôi phải cần thêm cái món mặn, tôi cần thêm món lạc, không cần gì hết, chỉ khất thực đúng một buổi đó cho cái gì thì độ cái đó. Ngài chỉ nói là xin cho tôi thức ăn chay thôi, thì cho rau thì ăn rau, cho cơm thì ăn cơm, chứ không có xin thêm nước tương, xin thêm cái gì hết. Là cái hạnh đó khó, rất là khó làm huynh. Rồi tối ngủ là chỉ ngủ ngồi thôi, trời lạnh cũng không sao, Ngài cũng không bệnh, không hoạn gì hết. Mà cái đó có phải Ngài là thị hiện cho một cái gì, một cái mà về một cái tâm linh rất là lớn. Tại vì bây giờ Ngài đã được rất là nhiều dân chúng theo ủng hộ Ngài. Ngài bây giờ rất nhiều mà các vị mà chân tu đó ủng hộ Ngài, nói cái hạnh của Ngài tu quá hay, quá đúng, là từ ngàn xưa tới bây giờ, từ sau khi Đức Phật tới bây giờ, hầu như là chưa có người nào làm được như Ngài hết. Cho nên cái này là thể hiện ra một cái tâm linh để cho tất cả mọi người tỉnh thức, phải tỉnh thức là mình tu quá hờ hợt. Chẳng hạn như tụi em đây, là tụi em chỉ biết là mình chỉ niệm Phật, niệm Phật ăn chay đi, mà chưa thấy được cái hạnh mà phải là phải khổ hạnh như vậy. Tụi em chưa bao giờ nghĩ tới cái tới đó. Thì mình về chùa mình thấy các thầy các cô thì cũng ăn uống quá đầy đủ rồi, quần áo thì cũng là quá thứ tha, y đắp lên bốn lưỡng y bốn đắp lên những chiếc y màu mắt sắc thật là rực rỡ, màu da thật là ánh, nhưng mà Ngài cũng có lượm được giải nào đắp giải đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, không hề gì hết, Ngài chỉ kết lại quấn lên thôi. Cho nên cái hạnh của Ngài đó thì em thấy hình như là khó ai làm được lắm, mà bây giờ đã cảm ứng được tất cả những người dân miền Bắc, miền Trung, bây giờ ai cũng là đi theo cái hướng của Ngài hết, ai cũng nói là tuy rằng là không được theo Ngài, nhưng mà người ta đang tập theo cái hạnh của Ngài. Nghe rất là nhiều người ở trên YouTube người ta nói như vậy đó Quỳnh Hai. Cho nên em cũng nghĩ là cái hạnh của Ngài là một cái hạnh của một vị Bồ Tát, của một vị La Hán hay là gì đó, cho nên Ngài mới làm được như vậy. Chứ nếu mà thường với là một người tu thường thì em nghĩ chưa có người làm nổi hết. Tại vì cái hạnh của Ngài là em phải nói là em rất là kính phục, em rất là hâm mộ, em rất là em nguyện, em nói là không biết bao giờ mình mới được làm được như vậy. Là tuy rằng là em đây cũng đã ăn chay rất lâu, niệm Phật cũng rất lâu, mà chưa bao giờ em nghĩ đến cái hạnh của Ngài làm được như vậy. Em chưa bao giờ thấy, tại vì mình đi chùa hoài mình chưa thấy, cho nên mình không biết bữa nay. Tại vì mình cũng là tu theo những chút đỉnh trong kinh sách, mà khi mà em thấy Ngài như vậy đó, em mới chợt tỉnh là Phật Pháp chưa bao giờ mà mạt hết. Phật Pháp lúc nào cũng trường tồn hết. Tại vì mình không hành thôi, thì mình nghĩ là cái thời này chắc là Phật Pháp không, Phật Pháp chắc là phải thay đổi, nhưng mà thật ra không có thay đổi gì hết. Tại vì mình say mê với những cái dục lạc, mình nghĩ cần phải có cái điện thoại, cần phải có chiếc xe, cần có này cái nọ, nhưng mà thật ra Ngài Minh Tệ Ngài không cần gì hết. Quân Hai thấy không, Ngài rất là an nhiên tự tại, Ngài vẫn sống được, Ngài vẫn hành trì được, mà tại vì mình cứ bận rộn vô cái điện thoại, bận rộn vô cái chiếc xe. Tại vì khỏi có xe là phải đi làm kiếm tiền đổ xăng, Ngài đi bộ Ngài không cần phải kiếm tiền đổ xăng,
thì ngài không có điện thoại, ngài không cần phải trả internet, không có cần trả tiền cho cái cục pin hay gì hết, không cần. Cho nên không có bận rộn vô cái đó, cho nên tâm ngài rất là tịnh. Cái tâm ngài tịnh cho nên ngài mới phát huệ, cho nên cái hạnh đức của ngài nó mới tỏ sáng ra. Cho nên bây giờ muôn ngàn nơi, muôn ngàn chúng sanh, muôn ngàn Phật tử, muôn ngàn dân khắp mọi nơi hết đều nhìn về thầy giống như là một vị Bồ Tát, giống như là một vị Phật tái sanh. Nhưng mà tại vì người ta chỉ nghĩ trong tâm thôi, người ta chưa dám nói hẳn ra đó các huynh đệ. Nhưng mà ngài đã thể hiện ra giống như một vị Bồ Tát, giống như là một vị Phật tái sanh. Ngài không cần cái gì hết, ngài sống rất là an nhiên tự tại, không cần cái điện thoại, ngài vẫn sống, không cần cái xe, ngài vẫn sống, không cần quần áo mà phải bóng lót, ngài vẫn sống. Cho nên các huynh đệ, cái đó là trong cái thế giới này hầu như chỉ có một mình ngài mới thể hiện ra được thôi. Cho nên bây giờ rất có rất nhiều người mà ngày xưa đến giờ tu theo vật chất, tu theo danh lợi, người ta mới tỉnh ra bữa nay, người ta mới tỉnh ra, cứ lo đi chùa cúng dường, lo đi chùa để mà nghe thời pháp, nghe thời kinh mà không hiểu gì hết, không có hiểu nghĩa lý, không có hiểu nghĩa cách tu giải thoát như thế nào hết. Ngài thể hiện ra cho mình thấy là buông bỏ hết tất cả thì mới giải thoát được luôn, bỏ hết tất cả mới giải thoát được. Cho nên em thấy cái hành của ngài quá hay, em nguyện, em muốn, rất là muốn thực hành theo ngài, nhưng mà mình cũng chưa có dám nói, bữa nay chưa có dám nói. Và trong tâm em rất là nguyện muốn thực hành giống như ngài như vậy đó huynh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, em mong tất cả mọi người hãy quay trở về mà hãy thực hành theo cái hạnh nguyện của ngài đang làm như vậy, hay lắm đó các huynh đệ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa chị Nga cũng như Đại Bút, kính thưa chư quý vị cũng như trên cộng đồng thế giới, thì hôm nay chúng tôi cũng là hàng đêm để chúng tôi để trao đổi Phật Pháp với nhau, cũng như Thầy có nói là bàn với Luận đặng coi chân lý. Thì hôm nay chúng tôi để bàn với Luận những cái câu nào mà quý vị thấy có sơ sót thì quý vị cũng hoan hỷ, hay là những có câu nào không hay thì quý vị có thể đề nghị lên trong chia sẻ chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thì bây giờ để xin hỏi trước chị Nga với Đạo Bốt, chị Nga trả lời trước đi nha. Bây giờ để hỏi bốn câu: mẹ cha là kẻ trọng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơn quải mê là, có chi cũng nấy vậy mà văn ôi. Thì thôi bây giờ để đọc luôn đi, ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Như vậy là trong 6 câu này nhờ chị Nga giải dùm 6 câu, xin chân thành cảm ơn và mời chị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lễ Đức Thầy, kính thưa các huynh đệ, hôm nay mình cũng cùng nhau hội họp để mình chia sẻ giáo lý của Đức Thầy. Và huynh hai có nêu lên 6 câu là: cha mẹ là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơm quẩy mới là, có chi cũng nấy vậy là vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Kính thưa các huynh đệ, cái câu này huynh hai hỏi nó rất là hay, rất là ý nghĩa trong cái cuộc sống mình làm con người. Mẹ sanh con, ba nấu huyết ra, tám học quyết đấu, sưởi mà sửa hòa nuôi con. Bên ước thì mẹ nằm, bên ráo thì phần con. Rồi có câu thì ông bà mình cũng có nói, hoặc là ở trong mà thường thường mình đi chùa vào cái mùa mà Vu Lan báo hiếu á, thì thường mình thường thấy hai cái câu liễn có đề á, là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng cũng không phủ kín được công cha. Thì mình trở lại cái câu của Đức Thầy nói là mẹ cha là kẻ trọng ân. Thì mình nói theo cái giáo lý của Đức Thầy đó, thì Đức Thầy có nói thêm một cái câu nữa là: mẹ cha là kẻ trọng ân, nguyện tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Rồi có đôi lúc Đức Thầy còn nói nữa, nếu mà ai á, mà biết mà chữ tu trì mình á, mà là tâm mình có tâm Phật, mình mà có học đạo chút đỉnh á, mình biết được cái lời thầy nói á, thì mình mới thấy rõ ra thầy nói rất là hay. Mẹ cha còn sống vậy thì cho ăn,
vui lòng cha mẹ dạy thì mới ngoan. Rồi có lúc á thì Đức Thầy lại nói thêm những cái câu nữa là: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ nhi tiên, hành thiện chi kinh dĩ sĩ hiền thị hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn dưỡng nghiệp Phật tiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp Phật tiền, hữu nghĩa hữu nhật vĩnh an nhiên. Cho nên Đức Thầy dạy rất là khéo. Đức Thầy như nếu mà mình đọc, mình truy rõ ra trong những cái lời Đức Thầy nói đó, rất là khéo. Thầy dạy mình rất là hay. Cho nên Đức Thầy mà mới nói là mình đã ngâm nga hiểu nghĩa mới đáng kim tiền. Thì những lời mà Đức Thầy dạy mình, cái chữ hiếu rất là rõ ràng, thưa quý như các huynh đệ, rõ lắm. Cho nên cái nhiều lúc đó mình suy nghĩ, khi mà Đức Thầy nói ra cái những cái lời này rồi đó, thì mình lại chợt nhớ đến một cái câu chuyện của một cái anh chàng ở Mỹ nè. Ở Mỹ này, trong cái mười mấy năm về trước á, tự ảnh kể ra mình một cái câu chuyện này. Anh chàng này á, ảnh là một cái người mà mua bán cổ phiếu. Ảnh là dân mà mua bán cổ phiếu mà. Ảnh có một người mẹ ở Việt Nam. Nhưng mà cái người mẹ này đó, ảnh mất cha rồi. Nhưng mà cái mà mẹ ảnh rất là hiền, nhưng mà ảnh lại không có tin người mẹ mình. Ảnh lại tin là cái mấy người cô, mấy người chú á. Thì cứ thấy mà cháu mình ở bên Mỹ này á, nó giàu có. Cho nên mấy người cô, mấy người chú này đó, nhà nói là cứ gửi tiền về nuôi nuôi mẹ, gửi tiền về cho cô nè, cho chú nè. Rồi cô chú đó giữ tiền đây để cho bà từ từ bà ăn thôi. Chứ nhà bà đó không có tốt này kia cái nọ đủ thứ hết. Nhưng mà người mẹ thì không có biết. Người mẹ thì không có hay là cô chú đối xử với bà như vậy. Thì cái người con á, ở bên Mỹ á, thì mới mà nghe chú cô mình cứ nói là mẹ mình xấu hoài, là cái người con này mới nghĩ là mình sẽ đem mẹ mình qua đây để mình coi mẹ mình như thế nào, rồi mình sẽ như là hành hạ bà cho bà biết ý cái người con này là như vậy. Cái mới bảo lãnh người mẹ qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ á, thì mướn cho một đống phim, nói mẹ nhà mày coi phim đi, rồi thức ăn có sẵn trong tủ lạnh đó, mẹ muốn ăn gì thì mẹ ăn, là không có muốn ngó ngàng gì tới bà hết. Cứ đi rồi cái nhiều khi tới tối mới về đó, mẹ ra chào hỏi nó cũng không muốn trả lời, nó rất là mệt lắm, mẹ đừng có hỏi han gì á, mẹ đi ngủ đi. Rồi con dâu cũng vậy, cháu cũng vậy, bà thấy buồn trong lòng quá thì bà mới nói thôi, bà ở được có mấy 2 tháng, bà nói thôi để bà đi về. Bà nói là bà đi về thì con á, nó lại thì bà mẹ muốn về thì mẹ về. Xong rồi cái mà các huynh đệ biết không, bà về trước khi bà đi thì bà mới nói lại đó, thôi bà cho để trong cái học tủ của con đó một cái sợi dây chuyền với là có một cái hình tượng Quán Âm Bồ Tát. Khi bà đi về Việt Nam không bao lâu thì cái người con này bị phá sản, chơi mà mấy cái bán mà mấy cái mà mua cổ phần cổ phiếu rồi đó, sao bị phá sản thì vợ ly dị, thì anh buồn quá, anh mới lấy cái súng đó ra, đi ra ngoài cái một công viên đó, anh định mà dùng cái súng đó đi để mình tự sát. Nhưng mà ra trong ngoài đó, ngoài công viên đó, anh cầm cái súng lên anh định tự sát thì anh bóp cò nó không có nổ. Thì anh nhìn lại thì cái cò đạn này á, nó bị quấn bởi cái sợi dây chuyền. Tại anh vội vã anh lấy mà biết sao sợi dây chuyền nó là nó quấn vô đó. Thì anh nhìn lại anh thấy cái tượng Quán Tâm. Thì bây lúc này anh cũng chưa nghĩ tới mẹ anh nữa, mà anh lại nghĩ là đi tìm Quán Âm Bồ Tát. Tại vì anh nghĩ là Quán Âm Bồ Tát đang cứu anh. Cho nên anh mới mà đi nghe người ta nói ở bên Tàu có cái chỗ nào đó linh hiển lắm, Quán Âm Bồ Tát thường về là thường thì hiện ra đó lắm. Thì anh qua bên đó, anh đi vòng vòng đi hết cái khu đó tới chiều rồi mà anh không thấy Quán Âm Bồ Tát nào hiện ra hết. Bây giờ chỗ này đó người ta sắp sửa đóng cửa rồi, mà anh mới nói là sao không thấy Quán Âm Bồ Tát nào hiện ra hết mà người ta lại nói là ở đây Quán Âm Bồ Tát linh hiển lắm. Thì vô tình có một cái người đàn ông đó tới vỗ vai anh say qua anh thấy có một ông này, thì anh cứ nghĩ là ông này kêu anh đi là sắp đóng cửa rồi, anh nghĩ như vậy. Nhưng mà say qua thì anh thấy cái ông này nói với anh đó là
anh đi về nhà nhà anh đi, Quán Trâm Bồ Tát đang chờ anh ở nhà nhà anh á, thì hỏi chứ ở đâu, nếu nhà anh ở Việt Nam đó, anh về bển anh tìm đi, Quán Trâm Bồ Tát nó ở bên đó chờ anh bển á. Thì anh này cũng cướp, cũng hơi ngạc nhiên, thì nghĩ là cái ông này muốn đuổi khéo mình thôi, muốn đuổi khéo mình để đóng cửa, anh nghĩ như vậy, thì thôi anh cũng từ giã anh đi. Nhưng mà anh lại cũng chợt nhớ cái câu đó, cho nên anh nói là Quán Trâm Bồ Tát ở nhà, chắc là Quán Trâm Bồ Tát biết là anh nên đi tìm, cho nên chắc là thị hiện ở nhà anh, thì anh cũng mới về Việt Nam. Anh về Việt Nam xong rồi cái anh về nhà thì nhà đóng cửa, anh mới hỏi với ngân hàng sớm là nói mẹ anh đã đi làm công quả rồi, đi về chùa làm công quả. Thì anh đi ra ra ngoài chợ đó, anh với bạn bè anh uống nước, ngồi nói chuyện với mấy người bạn anh, thì mẹ anh về thì nghe hàng xóm nói là con về đi tìm bà, nhưng mà bà chờ hoài không thấy về, thôi bà lên giường bà nằm nghỉ. Cái đến đến trễ rồi, tối rồi anh mới về, về anh gõ cửa, tại đi lâu quá đâu có chìa khóa nhà đâu, cái anh về anh gõ cửa, thì bà mẹ nghe gõ cửa là biết con mình rồi, bà lật 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 bà chạy bà xuống để bà lấy cái áo khoác dội vô. Thì con nó gõ cửa, gõ cửa mỗi ngày nó cần, thì bà vội vã quá bà gài cái nút gài nó không đúng rồi, bà cái con gõ cửa nữa, cái bà tiếp tục bà chạy ra, thì bà mang đôi dép là bà mang ngược, bà mới ra bà mở cửa, thì cái đứa con thấy bà vậy bà nó ảnh quỳ xuống, ảnh khóc, ảnh quỳ xuống, anh nói thì ra đây là Quán Trâm Bồ Tát đây, mẹ tôi là Quán Trâm Bồ Tát mà tôi không biết. Cái thì mẹ ảnh hỏi ảnh là cái chuyện gì, anh mới kể lại là cái lúc mà anh đi qua bên Tàu anh kiếm Quán Trâm Bồ Tát á, thì ông lão đó nói với bà, nói với anh á, là về Việt Nam tìm đi, về đó ở nhà anh đó Quán Trâm Bồ Tát sẽ thị hiện ở đó. Thì anh nói sẽ làm gì có, thì ông nói với anh á, là anh về trên đó thì anh thấy có một người mà mặc cái áo gài nút không đúng rồi mang đôi dép mà mang ngược, thì cái người đó là Quán Trâm Bồ Tát mà anh đang tìm. Anh kể lại cho mẹ anh nghe vậy, anh thấy giờ mẹ đây bây giờ mới thiệt là Quán Trâm Bồ Tát đây, mẹ đã cứu con mà con không có biết, cho nên từ đó về sau đó thì anh rất là thương yêu mẹ anh. Thì bây giờ anh mới biết ra là những cái lời mà nói xấu về mẹ anh đó là cô anh đã đặt ra thôi, cho nên từ đó về sau anh mới hết đem lòng của anh ra để mà chăm sóc cho mẹ, cho nên những cái lời mà Đức Thầy mà nhắc ra đó các huynh đệ hay lắm. Mình mà chịu khó mà suy nghĩ thì mình thấy Đức Thầy nói đi những cái lời rất là Ngài chỉ rõ cho mình cái tình hiếu như thế nào, mình thương cha thương mẹ như thế nào, mình sống ở đời mình làm con mà mình quên cái chữ hiếu, là mình là một cái đứa con không có ý nghĩa gì hết. Tại vì cha mẹ là khi mà sanh con ra rồi đó, Đức Phật có nói mà tiếp ba đấu huyết ra lời rồi, cho nên khi mà mình còn nhỏ đó, cha mẹ luôn mà ẵm bồng mình, nuôi mình cho tới lớn, chăm sóc cho mình từng cái miếng ăn, từng giọt sữa, từng miếng ăn, rồi mỗi cái bước chân mình mà bước vừa tập bước đi thôi là cha mẹ vui mừng giống như là được vàng được bạc vậy. Mà mình lớn lên mình không có nhớ đến công ơn cha mẹ đó thì thật là một đứa con mình sống nó không ra gì hết. Bởi vì Đức Thầy mới nhắc mình là cha mẹ là kẻ rất là trọng ân, cho nên cái câu mà đầu tiên hết đó mình muốn làm người đó là Đức Phật Đức Thầy nói là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên lận. Nhân là gì? Nhân là con người, sanh là sanh ra trong cái thế giới này, mình là con người ở trong cái thế giới này là đầu tiên hết. Đức Thầy nói đó, đầu tiên hết là phải có cái chữ hiếu nghĩa. Cái chữ có hiếu, hiếu là mình phải có hiếu với cha mẹ, nghĩa là mình phải phải tròn cái nghĩa hạnh làm con của mình, nó đầu tiên hết. Đức Thầy nói đầu tiên hết là cái một đứa con là phải có đầu tiên hết là phải hiếu nghĩa. Cho nên hồi đó đó mình đi học á, hồi cơm còn nhỏ đi học với cái đầu tiên hết, mình vô trường học đó là thầy giáo dạy mình cái câu đầu tiên hết của một đứa trẻ mà mới về cấp sách đến trường đó là tiên học lễ hậu mới học văn. Đó là cái thời, đó là cái thời mình đi học là như vậy, mình còn nhớ như vậy đó. Cho nên cái bổn phận làm con đó nó rất là nặng, cái ơn của cha mẹ đó. Thì các vị
có nói là một giai mà cổng mẹ. A Di Đà Phật, các huynh đệ chạy chút xíu nha, huynh giỏi gọi. Đức thầy đó dạy mình nó ngày nhiều câu hay lắm, em thấy rất là hay. Chẳng hạn như đức thầy nói là cha mẹ còn sống á thì mình cho ăn đi, chứ để mình chết rồi đó mình cúng kiến thì cha mẹ cũng đâu có ăn được cái gì đâu. Thì mình nói là mình có hiếu, thật ra mình nói là có hiếu như vậy đó thì mình chỉ trưng bày ra cho người ta thấy thôi, nhưng mà cha mẹ mình đâu có hưởng được gì đâu, đâu có ăn uống gì được đâu. Cho nên em có mà gần một cái mà ý nghĩ đó, giống như hồi đó thì em chưa biết kinh của Đức Phật, Đức Thầy thiệt, nhưng mà em có đọc mà kinh của Phật đó. Cho nên ngày xưa đó, ba má em mà còn sống á, em không phải là nói gì, tại vì em ở xa, cho nên lúc nào em cũng nhắc cha mẹ em đó, ăn đi, ba má mà thích ăn cái gì đó thì cứ ăn, ba má thích đó, thì nói với con gửi về. Má muốn đi chùa, má cứ đi chùa. Má mà muốn nhà cúng hay là muốn xây tượng gì đó, má nói con. Hồi đó em chưa có hiểu nhiều lắm về kinh sách của Đức Thầy, của lời của Đức Thầy. Em nói má đi chùa, má muốn cúng hay là má muốn xây tượng cái gì đó thì má nói với con. Con muốn làm cho má vui. Đó, Quỳnh Hai, hồi đó đó thì em nghĩ về, em nghĩ mình làm con mình ở xa quá, mình không có gần gũi để chăm sóc cha mẹ được đó. Em cứ nói với má em đó, má đi, má làm đi, má đừng có lo mà nghĩ ra làm ăn cái gì hết, má chỉ để tâm niệm Phật thôi. Má để tâm niệm Phật là con vui rồi, má cứ niệm Phật rồi đi chùa thôi. Còn mà tiền bạc mà ăn uống rồi đó má đừng có lo. Tuy rằng con không giàu có thiệt, nhưng mà con nuôi má được. Má cứ niệm Phật rồi má đi chùa, niệm Phật rồi đi chùa thôi là con vui rồi. Đó, hồi xưa em cũng hay thường nói vậy đó bữa nay. Nhưng mà cái đôi lúc em nghĩ lại, tuy là như vậy mà em cũng cảm thấy là mình chữ hiếu mình cũng chưa tròn được. Tại vì em nghĩ là chữ hiếu là mình, hồi đó em cứ nghĩ vậy, mình phải ở cạnh một bên, mình chăm sóc cha mẹ, mình phải là cứ sớm hôm rồi là mình phải dâng cơm hầu nước cho cha mẹ mình ăn cho nó ấm lòng. Thành ra em cứ cảm thấy trong lòng mình nó hổ thẹn hoài là mình không có làm được cái đó, mình chưa có làm được cái đó. Khi mà má mỗi em về thăm má là khi nào má bệnh thì em về, cái những lúc mà má khỏe thì em không có về được, tại vì còn phải ở bên đây lo làm, tại mấy đứa con em còn nhỏ. Cho nên lúc má em còn sống đó, em rất là, cái những lúc em rất là khi mà em đọc tới những cái lời của Đức Thầy nói là quên thay, thì em lại càng thấy mình làm chưa tròn cái chữ hiếu đâu các huynh đệ. Tuy rằng em gửi tiền gửi bạc về nuôi thì, nhưng mà em thấy mình không có tròn cái chữ hiếu, là tại vì em không có cần kề cận mà để mà lo cơm nước, lo mà sớm hơn là cơm nước cho cha mẹ mình nó đầy đủ. Em cảm thấy nó hối tiếc lắm. Cho nên giờ ngày nào cũng vậy, Đức Thầy dạy mình đó là cúng hai thời đó là mình cầu nguyện cho cha mẹ mình đó. Cho nên em không bao giờ bỏ một thời nào hết, chưa bao giờ. Từ lúc em biết tới giờ thì chưa bao giờ em bỏ một thời nào hết. Thí dụ như có đi đâu á thì em đọc thầm ở trong tâm, em đọc thầm ở trong tâm, ở trên xe hay là ở đâu. Chứ em nói là thật ra con chưa tròn chữ hiếu, con chỉ làm chưa tròn chữ hiếu, em cảm thấy mình hối hận hoài ở chỗ đó, là tại mình ở xa quá, không có sớm hôm mà kề cận để mà buông cơm hồ nước tới huynh hai. Cho nên các huynh đệ nào mà còn ở gần cha mẹ đó thì hãy làm tròn cái chữ hiếu đi, sau này không có hối hận. Giống như em rất là hối hận. Hồi đó đó em cô thường hay nói với má, má ráng chờ con nha má, má ráng chờ con đi, mấy đứa nhỏ mà nó ra trường học hết rồi đó con sẽ về. Mà hồi huynh hai làm sao mà chờ được, hai các huynh đệ làm sao mà chờ được. Khi mà tử thần nó tới rồi, khi mà vô thường nó tới rồi thì không có làm sao mà chờ được hết. Cho nên cứ nhiều lúc em buồn quá em nói với má, em nói má không chịu chờ con. Thời đó đó rất là khó gọi điện thoại, mỗi lần gọi điện thoại á là phải gọi qua bên Pháp, bên Canada là nó mới chuyển về Việt Nam. Khó như vậy đó mà em vẫn gọi. Mỗi lần mình gọi qua Canada thì Canada nó gọi về, nó hẹn giờ cho má em tới đó rồi mới được nghe điện thoại. Nhưng mà nó mắc lắm, một phút như vậy đó là tới $5, rồi sau cái nó xuống là một phút như vậy tới $3. Cho nên mà em cũng gọi, em cũng phải gọi, em rất là muốn nghe lời má em nói, em rất là muốn nhắc má em, má nhớ niệm Phật con nha má.
mới nhớ niệm Phật giùm con nha, lần nào em cũng dễ quên đây. Em chỉ nói là con cứu khổ má, nhưng mà con muốn cứu tận cái gốc để cho má niệm Phật, má giải thoát. Bây giờ con cho má có ăn sung sướng cỡ nào đi nữa mà không có nhắc má niệm Phật đi chùa đó thì sẽ còn khổ nữa. Cho nên má nhớ má niệm Phật giùm con đi. Em thường nói với má vậy đó, cho nên điện thoại bắt cỡ nào em cũng gọi hết. Má, bữa nay má có niệm Phật không má? Má có, nhưng mà nói với huynh đệ em mừng nha, em rất là vui, má em niệm Phật á, niệm Phật đến cái sâu chuỗi ở dưới nó chỗ cái hoa sen luôn đó, nó chỗ cái dưới đó nó chỗ ra cái hoa sen. Dạ, cho nên em cũng thấy nó hơi yên tâm một chút xíu, nhưng mà mình, cái bổn phận làm con em thấy mình vẫn còn thiếu sót lắm các huynh đệ, vẫn còn thiếu sót lắm. Xin lỗi các huynh đệ, bây giờ mình trở về với cái câu mà huynh hai hỏi nha. Dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dạ, thì hồi nãy giờ em cũng nói đó là mình không có được cận kề bên cha mẹ mình dưỡng nuôi tới lúc yếu già, cho nên em đôi lúc em cảm thấy mình rất là hối hận mình đi quá xa, mình ở tới cách tới nửa trái đất lận. Rồi cái câu kế là dường linh đơm quẩy mới là, thì dường linh ở đây á thì giống như là mình nói là tượng trưng cho cái cúng dường của mình làm một cái dường nhỏ nhỏ á, cái khi mình cúng quẩy á, mình đơm quẩy mình cúng á, làm cái dường nhỏ nhỏ á, để lên đó mình cúng như là mình tưởng đến cha mẹ mình đó về đây nằm trên cái giường này để mà ông bà nghỉ ngơi. Bởi vậy Đức Thầy mới nói là cái giường linh là cái giường linh, là cái tâm linh, cái giường là cái giường tượng trưng cho cái giường đó là cha mẹ mình sẽ về đó. Là mình nói đến cái sự mà hiếu của một người con, Đức Thầy muốn nói đây là một cái sự hiếu của một người con, mình tạo ra cái giường như vậy để cho thỉnh cha mẹ về đó để nằm trong cái lúc mình cúng quậy thì có chi thì cúng nấy. Dạ, giường thờ đó ha, giường thờ đó ha. Dạ, giường thờ đó ha. Dạ, dạ, Di Đà Phật, mình làm cái giường nhỏ nhỏ để tượng trưng để mình cung thỉnh cha mẹ ông bà tổ tiên mình về đó để mà yên nghỉ. Thì Đức Thầy có nói thêm cái câu nữa, có chi cúng nấy vậy mà dân ơi. Thì mình là một đứa con mà khi mà mình tỏ ra cái sự hiếu đệ của mình đó, không phải là cần phải là cúng trâu bò dê gì hết các gì, tại vì mình thường khi mà mình cúng như vậy đó thì càng thêm cái tội, mà không phải là tội do mình mang đâu, tội do ông bà tổ tiên của mình sẽ gánh chịu đó. Bởi vì mình nói là ôi để tôi cúng làm con heo tôi cúng, thì cúng cha mẹ thì có con heo thì vì cha mẹ cái ngày giỗ của cha mẹ mà con heo này mới chết, thì cha mẹ mình sẽ mang cái nghiệp với con heo này, thì mình bị mà ít thôi. Cho nên Đức Thầy mới nói là cúng có chi thì cúng nấy, mình đừng có nên sát sanh. Thì cái chỗ này á thì nhớ lại có một cái câu chuyện đó, là cái có nhiều người nói là mà cúng chay hoài người ta sợ người bị người ta cười, thì thôi lần này thôi mình cúng bò cúng trâu đi để cho hàng xóm người ta thấy nở mặt nở mình nở mặt nở mày đi, thôi người ta nói mình hà tiện quá. À, cúng sao mà ngày nào cũng cúng mấy cái miếng đậu hũ với cái miếng rau luộc không thấy gì, nó giống như là mình hà tiện với ông bà, mà thật ra tại vì người ta không có hiểu. Cho nên cái đứa con này sợ mất mặt cái đi mua trâu về giết để mà cúng cha mình. Nhưng mà cái câu chuyện này đó, thưa các huynh đệ, để cho anh kể một chút xíu nha, cái câu chuyện này nó hay lắm. Rồi cái ông này trước khi mà ông qua đời á, có một ông trưởng lão này đó, ông là người tu, cho nên trước khi qua đời đó ông dặn người con đó cúng cha thì các con cúng trai thôi, tại vì cha bây giờ đã mà sanh về lên cõi mà cõi Phật cõi tiên chẳng rồi, bây giờ cúng có cúng cha đó thì các con cúng trai thôi. Nhưng mà những người con này già nha, giàu mà cúng hoài như vậy thì hàng xóm ta nói là tới cái bảy thứ cái tuần thứ bảy rồi mà cúng chay hoài vậy, cái chừng người ta cười mình giàu có mà hà tiện. Nhưng mà mấy anh em mới bàn với nhau là thôi bây giờ mình buông trâu giờ mình cúng đi, cái thì nói là thôi
mình cúng cái 6 lần rồi, thôi lần này mình cúng cho nó rộng lớn chút xíu đi cho nở mặt nở mày. Thì mua con trâu về, giết định giết con trâu làm thịt cúng, thì ông cha trên đó đó là bị mất cái mùi hương rồi, tại vì chưa tròn 49 ngày thì ông chưa có vô ngồi cái ngôi vị được. Thì ông thấy như vậy ông mới hỏi hỏi chứ tại sao mà tự nhiên ông mất cái mùi hương như vậy. Thì các vị thánh tiên trên đó mới nói á, là con của ông á, giết con trâu cho nên ông mất phước rồi, ông bị mất cái mùi hương. Thì ông nói không, tôi dặn con tôi cúng chay mà. Nếu ông nhìn xuống đi, ông nhìn xuống đi thì ông sẽ thấy con ông đang mua con trâu về nó làm thịt cúng cúng giỗ cho ông đó. Thì ông mới xin phép đi xuống đi dạy con mình. Thì ông hóa thân ra là một cái đứa trẻ một đồng, ông lấy cái bó cỏ lại ông đút cho con trâu ăn. Thì mấy người đó mới nói là như con trâu nó chết rồi mà sao mà mày cho nó ăn. Thì ông mới nói là con trâu nó mới chết đây mà tôi cho nó ăn mà các vị còn không chịu. Còn cha ông á, cha của các vị nó chết hôm nay là 49 ngày rồi, làm con trâu cho ông ăn sao ông ăn cho được. Cái thì xúm nhau mới nói thằng này nói bậy bạ quá, mới xúm nhau đuổi anh đi. Thì cái ông đó mới là bay trở lên, ông nói với tôi là cha của các con nè, cha dặn các con đó đừng có cúng cúng mặn mà các con không có nghe lời, cho nên các con của ông đó mới chợt hiểu ra, mới quỳ xuống lại sám hối để xin xin ông tha thứ. Cho nên cha mẹ mà dặn mình làm cái gì đừng làm sai, tại vì cha mẹ mình có tu thì các vị đã biết trước cái gì chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên các huynh đệ biết không, em không phải là tự hào mà từ xưa đến giờ đó em cúng giỗ đó, chưa bao giờ em cúng một cái món mặn nào hết, chưa bao giờ. Cúng bên em hay là cúng bên bên chồng cũng vậy, toàn là em cúng chay không, em cúng chay. Nhưng mà các anh của em ở đây á, nói chứ xuống với lại cúng đi, anh em cúng chung. Thì có một lần em tới thì em thấy cúng mặn á, rồi rồi các mời bạn bè rồi tới rồi ăn uống rồi rồi, rồi nói năng rồi nọ là rồi cho đến hồi mà uống nhiều quá cái bắt đầu đứng lên cãi lộn. Thì hồi xưa đó em chưa có biết kinh của Đức Thầy em không biết đâu, không có biết sám của Đức Thầy em không có biết. Cái chừng sau em đọc rồi sám của Đức Thầy đó thì em mới thấy là cúng mà cãi giả như vậy thì ăn uống có nổi gì. Cái thì từ đó về sau là em đi tới có một lần thôi, không bao giờ em xuống cúng thêm tới lần thứ hai nữa. Em nói các vua các anh nơi có cúng thì các anh cúng đi, em cúng chay thì em cúng riêng, bởi vì em thì cúng chay, anh thì cúng mặn, thì anh muốn cúng sao thì anh cúng, nhưng phần của em thì em cúng riêng một mình em. Thì mà mấy người ở đây mới nói chứ tại sao mà anh em mà không có cúng chung mà cúng riêng. Thì em nói mỗi người có một cái sự cúng khác nhau, các vị cũng cũng thông cảm, tại vì tôi thì tôi thích cúng chay, còn anh tôi thì thích cúng mặn cho nên tôi không có tới được. Thì mấy người ở đây đó thì quen biết nhiều đó, thì nói chứ mà nó ăn chay đó nó cúng chay không à. Em nói dạ dạ cha mẹ của tôi thì cũng cũng thích ăn chay cho nên tôi cúng chay, tôi xin sám hối với các vị nha, tôi không có thể là mời các vị được. Tại vì khi mà cái ngày cúng đó các huynh đệ biết không, em không thích là người ta mà ồn ào, em không thích. Em thích cái ngày cúng á thì mình để cúng lên, mình đọc cái bài cúng xong rồi đó, mình lại xong rồi đó, thì em thích con cái nó ngồi đó mình nhắc lại cho nó nghe. Là hồi đó đó nếu mà cúng cúng ông ngoại đó thì kể chuyện lại hồi đó còn nhỏ đó má ở nhà ông ngoại như thế nào. Cúng nếu mà cúng bà ngoại thì em nói hồi nhỏ má ở nhà với ông ngoại là bà ngoại như thế nào, rồi anh em là nói như thế nào, em kể lại cho con em nó nghe, lần nào cũng vậy đó. Cho nên em thích cái ngày cúng cha mẹ đó là phải rất là yên tĩnh để mình nhắc lại cái dĩ vãng của ngày xưa cha mẹ mình như thế nào, khổ cực như thế nào, lo lắng cho mình như thế nào, mỗi lần mình làm lỗi như cái gì đó thì cha mẹ mình sẽ lo lắng như thế nào, em kể hết cho con em nghe gì đó. Rồi cái nhiều bữa thì con em nó lại ghi âm lại đó, đấy khi nào mà má mà có qua đời đó thì con sẽ kể những cái này lại đó cho con cháu của cơ của con nghe. Cho nên cái ngày cúng nó quan trọng lắm các huynh đệ, thành ra em rất là tôn trọng cái ngày cúng, ngày cô gái cúng đó em không thích mà ai mà tới hết. Em chỉ thích trong gia đình mình thôi, mình kể lại cho con nó nghe, nhắc lại cho con nó biết để sau này mình không còn nữa là nó còn biết được những cái như vậy để mà nó làm theo. Rồi xin lỗi các vấn đề nha, em nói dài dòng quá. Rồi có thêm có câu nữa đó thì Đức Thầy nói đó, ta là thân phận làm tôi,
Thì câu này đó, thì Đức Thầy nói ta là ai? Thì ta cũng là mình, hoặc là Đức Thầy đang chỉ cho mình biết là thân phận của mình làm tôi. Làm tôi là làm một đứa con, hoặc là làm một người dân trong đất nước. Thì mình phải làm cho xong tròn cái bổn phận của mình. Trên thì mình đền đáp bốn trọng ân, dưới mình hà tế tam đồ khổ. Cho nên đó là cái câu đó là của Phật nói đó, các thưa các huynh đệ, là trên đó thì mình đền đáp bốn trọng ân, dưới mình hà tế tam đồ khổ. Thì bây giờ mình nghe lời của Đức Thầy Đức Phật nói đi, thì mình đừng có nên giết trâu giết gà giết vịt gì mình cúng tế hết, tội lắm. Thì mình nên là tế độ tam đồ khổ. Thì cũng có thêm một cái câu nữa mà làm là tam đồ khổ là gì, là quả đồ nè, huyết đồ nè, đau đồ, là ba cái đồ đó, là tam đồ đó, là mình không có nên dùng dao mình giết hại nè, rồi huyết đồ mình không có để cho nó đổ máu nè, rồi quả đồ là mình đừng có nên nấu những cái thức ăn của những cái loài vật đó nữa. Cho nên mình dưới mình tế độ tam đồ thì mình không có nên giết hại hết, rồi phải đền đáp cho rồi mới hay. Thì mình làm một phần một người con mình sanh thành ra ở trên cái thế gian này, là đầu tiên hết là phải có chữ hiếu. Mình đền đáp xong thân mình trả hiếu cho cha mẹ mình, thì mình nói chứ cái chữ hiếu làm sao mà trả cho hết các huynh đệ. Ông bà trong kinh sách rồi cũng có ghi đó, nói một giai mình cõng mẹ, một giai cõng cha đó, mình đi khắp hết cái ngọn hòn núi Tu Di, ơn đáp ơn nghĩa kia mà chưa có đáp đền được nữa. Thì cho nên ơn cha nghĩa mẹ nó nặng lắm. Mình mà không có tròn chữ hiếu, mình mà không có làm cho nó tròn, thì công ơn đó mình biết bao giờ mình mới đền đáp cho xong. Bây giờ khi mà cha mẹ qua đời rồi đó, thì mình phải nên mỗi ngày tinh tấn mà cúng lại. Tại vì trong hai cái thời cúng lại đó, Đức Thầy có dạy mình rất là rõ, là nguyện thứ nhì, nguyện thứ ba, trong đó đều có hết. Nguyện thứ nhì là gì? Của quyền thất tổ, tịnh độ siêu sanh. Nguyện thứ ba là cha mẹ hiện tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá khứ, trực giảng Tây phương. Cho nên khi mà em biết cái thời cúng mà Đức Thầy mà chỉ dạy đó, thưa các huynh đệ, không phải là em nói là em giỏi nha, mà em rất là tinh tấn, em chưa bao giờ bỏ một cái thời nào hết, chưa bao giờ bỏ. Tại vì em thấy là hồi cha mẹ còn còn hiện tiền đó, mình chưa có báo đền công ơn dưỡng dục sanh thành cho nó đúng nghĩa. Thì bây giờ cha mẹ qua đời rồi, bây giờ sẵn có thầy dạy mình nè, thầy chỉ mình nè, mà mình không có làm nữa thì tiếc lắm. Cho nên em có nguyện với cha mẹ em đó, em sẽ cúng lại theo thầy dạy nè, con nguyện cho cha mẹ đó nương theo cái thời cúng lại của con nè, được sanh trực giảng Tây phương. Cho nên em rất là thích cái bài cúng của Đức Thầy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.